Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam mạng, trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 ấy, Năm 2023 đã được gặp nhiều may mắn, thành công và một số người sẽ có những cái bước đột phá mới nhưng khi bước sang năm 2024 gặp cái cục diện là hình thái tuế vậy thì những người tuổi kỷ mùi năm mạng sẽ phải đối đầu với những khó khăn những thách thức nào và làm thế nào để chúng ta có được cái thành công trong năm mới 2024 này vậy thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chúng ta xét về 6 tháng đầu năm xem là trong 6 tháng đầu năm tháng nào tốt tháng nào xấu và quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ngày hôm nay À thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ có những cái biến động nào và tháng nào là cái tháng may mắn nhất của những người tuổi Kỷ Mùi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, những người thuộc kỷ mùi sinh năm 1979 năm mạng à, đúng không? là những người có thiên can là kỷ, địa chi là mùi. Người này có lá số là âm nam, có ngũ hành là thiên thượng hỏa, cung mệnh là cung chấn thuộc mộc, được gọi là thảo dã chi dương, có nghĩa là dê đồng cỏ, có xương con dê, tướng tinh con rùa, con nhà xích đế cô bẩn. À, quý vị thân mến, thì để xét về cái lá số tử vi 6 tháng đầu năm của những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 năm ạ. À, trong cái năm 2024 năm giáp thìn, ấy, thì chúng ta cũng phải xét qua về tổng quan vận hạn của năm. À, quý vị biết đấy khi mà chúng ta biết được cái vận hạn của năm rồi thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái luận đoán chính xác nhất để uh, giúp cho gia chủ có được những cái may mắn và bình an. À, thưa quý vị những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 mà năm 2024 ấy, chúng ta có thìn gặp mùi đúng không? mùi gặp thìn thì là nó gặp cục diện là gì? là hình thái tuế, là hình thái tuế đúng không? hình thái tuế bị gặp cục diện hình thái tuế thì nó cũng nói là rằng là à, những người tuổi kỷ mùi ấy, 1979 cũng bị ảnh hưởng nhất định dễ bị thị phi này dễ bị tiểu nhân quấy phá này công việc thì gặp nhiều trục trặc này và ra đường thì cũng dễ gặp tai nạn hình thương một cách bất ngờ vì thế trong năm quý vị cần phải hết sức cẩn thận nói chung là cẩn thận trong vấn đề đi lại nói năng này cũng như là cẩn thận trong công việc kẻ lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại khiến cho những thành quả của mình lao động từ trước đó cũng đổ xuống nồi bể vì thế để hóa giải cái cục diện thái tuế này À, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để trợ mệnh hộ thân đó à, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn cho mình đó à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái thiên can à, chúng ta có kỷ đúng không ạ kỷ gặp giáp thì nó là gì bộ giáp kỷ hóa thổ cũng là bộ ngũ hợp rất là đẹp thứ hai là chúng ta lại có là gì giáp vô kỷ nó là chính quan nó là chính quan thì cái chính quan nó cũng cho thấy là trong cái năm 2024 là giáp thìn ấy thì những người tuổi kỷ mùi được chính quan nâng đỡ nên không gặp phải cái vấn đề nào quá khó khăn à, vì thế quý vị đừng quên bày tỏ cái sự tôn trọng và cảm ơn đến những người xung quanh mình cái sự nhắc nhở tử tế cái sự nhắc nhở tử tế của đồng nghiệp đôi khi cũng cho phép những con giáp này tránh được những sai sót trong công việc đồng thời cũng thay đổi cái cách làm việc tham gia hoặc là gì tham gia mùa vào một cái dự án nào đó để hứa hẹn trong cái thời gian này đó à, tất nhiên nói chung là không phải ai bắt tay vào làm việc cũng sẽ thắng được ngay nhưng mà quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội để, để thấy, cải thiện cái cuộc sống của mình nhé à, bên cạnh đó thì chúng ta có này kỷ mùi đúng không ạ thì chúng ta có địa chi thìn nhé thì nó ở tàng ba thiên can là mậu này quý này ất này chúng ta có kỷ gặp mậu thì nó là kiếp tài đó, kỷ gặp quý nó là thiên tài và kỷ ất nó là thất sát như vậy là gì trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn chứa cát tinh và hung tinh ở đây chúng ta có kiếp tài và thất sát là hai hung tinh nữa và thiên tài là một cát tinh thì chúng ta biết là kỳ gặp mậu thì nó là kiếp tài ấy. cái kiếp tài nó chủ với cái chuyện tranh tài đoạt lợi tranh quyền đoạt lợi nó sẽ gây ra khó khăn gây ra vất vả cho công việc là luôn có kẻ hại lén sau lưng luôn có kẻ đâm lén sau lưng khiến cho gì khiến cho công việc nó không được hay thông thuận lợi đó là cái kiếp tài nó mang lại à, thêm nữa lại gặp ông thất sát này ông thất sát cũng là ông gì nói chung ấy khi mà gặp cái thất sát này thì gia chủ cũng gặp khó khăn, cũng phải cẩn thận trong công việc vì dễ có chuyện tranh đấu, tranh quyền đoạt lợi và nói chung ấy, những người tuổi kỷ mùi là cũng là những người khá hiền lành và tốt bụng tử tế vì vậy mà gì đôi khi ấy, cũng là cái điểm yếu để cho kẻ xấu lợi dụng nhé. À, vậy nên để tăng cường cái chính quan, cái thiên tài và hóa giải cái kiếp tài và cái thất sát thì những người tuổi kỷ mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem mày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân à, mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. À, thưa quý vị, bên cạnh đó chúng ta xét về các sao hạn đúng không ạ? Thì chúng ta biết những người tuổi kỷ mùi 1979 nam hạ là 46 tuổi, 46 tuổi gặp sao la hầu và cái hạn năm là cái hạn tam khêu rồi, sao la hầu và hạn là hạn tanh gì hạn tam Kheo. À, thưa quý vị, cái sao la hầu ấy thì các cụ nói là gì? nam la hầu nữ kế đô. cái sao la hầu nó là một cái sao nặng đối với nam giới. nói chung ấy nam mạng tuổi kỷ mùi gặp cái sao này thì dễ gặp nhiều điều dữ, không may mắn về pháp luật về công quyền và dễ gặp cái chuyện thị phi tranh cãi hay là bệnh tật về tai mắt, gây nên chuyện là hao tốn tiền của tài sản và có nhiều chuyện buồn phiền trong cuộc sống vì vậy quý vị cần phải lưu ý và cái sau này nó xấu nhất vào cái tháng 1 và tháng 7 nhé tháng 1 là tháng bí dần này tháng 7 là tháng nhâm thân này. quý vị cần phải lưu ý trong hai tháng này à, thêm nữa cái tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 năm mạng ấy, thì gặp cái hạn năm là cái hạn tam kheo đó. cái hạn tam kheo nó cũng chủ về sức khỏe và các bệnh về xương khớp do vậy mà bản mệnh cần phải tránh những nơi đông người tránh kích động khi mà gặp các mâu thuẫn thì cũng tránh gây sâu sát đó như vậy là gì đây là hai sao xấu mà quý vị cần hóa giải nhé thì trong cái dịp đầu năm ấy quý vị có thể làm một cái lễ gọi là cái nghênh sao giải hạn đó và bên cạnh đó thì hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quan pháp bảo minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật đó là bằng bạc đúng không ạ trên sáu cạnh nó có chứa lục tự đại minh chú của nhà phật mặt trước mặt sau có ý hình bông hoa sen và trong cái bông hoa sen này, này nó có chứa chú bát nhã tâm kinh đấy khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp cho quý vị tịnh tâm an nhiên khai sáng trí tuệ và nó sẽ giúp cho quý vị gia chủ có được một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào hóa giải được những vận hạn xấu như cái sa la hầu và cái hạn tao heo giúp cho chủ nhân có một cái cuộc sống may mắn bình an tài lộc dồi dào nhé à, cái vật phẩm này đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé để thỉnh cái cái cái, cái minh quân pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc cho mình à, tiếp theo ấy, thì chúng ta biết ấy, đấy như vậy là chúng ta đã vừa xét xong cái vận hạn vậy là gì trong cái năm nay thì cũng có những cát tinh đó. nhưng bên cạnh đó nó cũng kèm theo những hung tinh hơn nữa lại gặp cái năm bị hình thế tuyến nữa vậy nên những người tuổi kỷ mùi ấy, thì cũng nên hết sức cẩn trọng nhá nó không được may mắn như năm 2023 nhưng mà nó cũng là một cái năm mà quý vị cũng có thể có những cái đột phá nếu như quý vị nắm chắc những điều sau đây thì đầu tiên chúng ta xét về cái tử vi của những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 năm ạ trong cái tháng riêng lịch tháng riêng tháng riêng nó là tháng bính dần thì trong tháng này chúng ta có mùi gặp dần mùi thổ gặp dần mộc mộc khắc thổ tức là gì Tháng này là những người từ dần khác, khác thì nó là tài, vậy nên là cũng khá là tốt. Nhưng mà khi mà khác ấy, thì cái, có các mối quan hệ trong giao tiếp, trong làm ăn ấy, thì nó cũng sẽ gì? gặp nhiều trắc trở, gặp nhiều trục trặc. Bên cạnh đó, cái quan hệ vợ chồng nó có gặp nhiều cái khó khăn. nhưng mà chúng ta có gì kỷ gặp bính thì nó là gì? Nó là chính ấn. chính ấn Thì cái chính ấn ấy nó cũng mang lại quyền lực và địa vị, cũng như là củng cố được cái vị thế. Đặc biệt là những người làm công chức hoặc là những người gì, đang ở đường đơn vị ấy, thì sẽ gặp nhiều may mắn. À, thêm nữa chúng ta biết là địa chi dần, dần nó ẩn tàng ba thiên can là giáp, bính và mậu. Chúng ta có kỷ gặp giáp thì nó là chính quan, kỷ gặp bính thì nó là chính ấn và kỷ gặp mậu thì nó là kiếp tài. Như vậy là gì? kỷ gặp bính thì nó là chính quan. Thì cái chính quan nói đến rằng là gì? Cái công việc của quý vị trong thời gian này cũng khá là xuân sẻ thuận lợi, gặp nhiều cái may mắn ấy. À, do là có chính quan hỗ trợ nên là gì? Nói chung gia chủ cũng khá là thuận lợi, thuận lợi đủ đường. À, thêm nữa là có trình ấn thì quý vị sẽ củng cố được cái địa vị cái quyền thế của mình đấy nhưng bên cạnh đó thì lại vướng vào cái vận kiếp tài khi mà gặp kiếp tài lâm vận thì sẽ xảy ra tình trạng là tranh quyền đoạt lợi tranh tài đoạt lợi và nó sẽ gì gây ra nhiều điều không hay vậy nên trong cái thời gian này quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, quý vị thân mến bên cạnh đó thì trong tháng này chúng ta có lưu niên bệnh nó nhờ bệnh cái lưu niên bệnh này, này nó gây ra gì? tình trạng sức khỏe yếu kém à, quý vị cũng cần đề phòng những bệnh cũ tái phát hoặc là gì trong năm ấy thì cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình bằng cách luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn và tăng cường ăn những cái chất sơ rau đúng không ạ à, hạn chế ăn những đồ cay nóng hoặc là gì dùng chất kích thích nhé à, bên cạnh đó thì trong cái tháng này, này thì chúng ta lại có cái lưu niên bác sĩ bác sĩ nó là một cái sao tốt nó chủ về sự thông tuệ chủ về sự thông minh chủ về sự minh mẫn chủ về sự quyết đoán đó nó chủ về cái giải sư bệnh tật vì vậy mà gì nó cũng sẽ hóa giải phần nào của cái lưu niên bác sĩ nó nó ăn, ăn đến à, thêm nữa trong tháng này lại còn có lọc tồn nữa cái lọc tồn này Lọc tồn này thì nó sẽ giúp cho những người được ký mùi ý, có được một cái tháng là có cơ hội để kiếm tiền và làm giàu chỉ cần quý vị nắm bắt được thì sẽ có rất nhiều cơ hội đến với quý vị tiếp đến chúng ta có lưu niên điều khách đúng không ạ lưu niên điều khách thì điều khách nó chủ về cái chuyện là sa đọa ăn chơi sa đọa rượu chè cờ bạc cái hú đấy vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhá kẻo mất tiền ở chỗ này như vậy là gì trong cái tháng riêng là một cái tháng mà cũng là tháng tốt nhé nó cũng là một tháng tốt nha quý vị nhé à, tiếp theo chúng ta xét là tháng thứ hai nó là tháng đinh mão Tháng đinh mão chúng ta có họ mùi gặp mão thì nó là cục diện tam hợp đó. Vậy nên là trong năm 2024 ấy, đặc biệt là cái tháng 2 âm lịch thì được cục diện tam hợp và che chở. Vậy nên những người tuổi kỷ mùi sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ về vận trình công việc. Nói chung bản thân cũng đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thử thách đó. Nhưng ấy, có thêm với sự giúp đỡ và dẫn dắt của quý nhân thì gia chủ sẽ có thể là gì tiến nhanh hơn trên cái con đường đã chọn và tiết kiệm được khá nhiều thời gian cũng như là công sức. À, thêm nữa chúng ta có kỷ gặp đinh thì nó là thiên ấn. Thì cái thiên ấn này nó cũng mang lại cho quý vị và các bạn là nói chung với những người mà đang 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 đương chức đương quyền ấy, với những người mà đang trên con đường thăng tiến đấy thì nó sẽ rất có lợi nhá. À, bên cạnh đó chúng ta có mão thì ẩn tàn thế gian là ất. Nếu chúng ta kỷ gặp ất thì nó là thất sát như vậy thì tháng này cũng là tháng sát phạt khá nhiều này công danh quyền lợi này cũng bị gì? đưa ra cân đo đong đếm ấy vậy nên quý vị hãy cẩn thận nhé à, tiếp đến chúng ta biết là gì cái tháng này nó có lưu niên suy như mệnh cái lưu niên suy này thì nó nhầm mệnh nó sẽ gì cho thấy là trong thời gian này thì những người tuổi kỳ mùi trở nên ôn hòa hơn trở nên bình tĩnh hơn trở nên điềm tĩnh hơn và bắt đầu biết lắng nghe những ý kiến của những người khác từ đó thì sẽ rút ngắn cái khoảng cách giữa mọi người xây dựng được mối quan hệ hảo hữu và và tốt đẹp. À, tiếp theo ấy thì trong cái tháng này quý vị thấy này có cái lưu niên lực sĩ là trực phù và kình dương. Cái trực phù nó chủ về sự sự dây dưa, sự lề mề. Đó. Còn kình dương này thì ông ấy là một cái hung tinh, nó là một cái hung tinh, nó gây ra những cái tổn thương, những cái tai ương và khiến cho con người phải chịu thiệt thòi, mất mát ở cái cái cái, cái đoạn này. Nên thì đó cũng là cái cái lý do mà cái tháng này nó cũng chưa thật sự tốt nhá nhưng bên cạnh đó thì nó có cái sao lực sĩ lực sĩ nó là một cái sao tốt cho nam ấy. Đấy, chủ về sự khỏe mạnh chủ về sự dũng mãnh vậy nên trong trong những người thời kỳ mùi trong tháng này cũng thể hiện là cái quyền uy nhá như tổng quan lại là tháng này vẫn tốt nhá tốt tiếp theo chúng ta xét đến tháng 3 là tháng mậu thìn ở trong tháng 3 chúng ta có mùi gặp thìn thì nó cũng diện tương hình đúng không ạ mùi kỷ gặp mậu thì nó là gì nó là kiếp tài như vậy trong năm nay ấy, thì lại vừa gặp hình thế tuế lại vừa có cái kiếp tài lâm vận vậy nên là gì quý vị cũng sẽ gặp khá là khó khăn đấy công việc thì luôn chắc trở có tiểu nhân lãm hại và mọi sự thì đều đi theo cái chiều hướng không được hợp ý với mình lắm à, thêm nữa trong cái địa chi thì này nó ẩn tàng ba thiên can mậu quý và ất đấy chúng ta có kỳ gặp mậu thì nó là kiếp tài kỷ gặp quý nó là thiên tài và kỳ gặp ất là thất sát cái ông thất sát và ông kiếp tài là hai ông này này thất sát và kiếp tài là hai ông mà nó sẽ mang lại những cái sự cãi vã tranh chấp những cái điều tiếng thị phi nó sẽ mang lại cái điểm xấu trong cái vận niên của mình trong tháng này vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé quý vị hãy hóa giải hai cái sao này hai cái sao này hai hai hung tinh này cái kiếp tài với lại cái cái thất sát bằng cách là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi để trợ mạnh hộ thân đó quý vị cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại một chín để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân nhé Mang lại cái may mắn tài lộc cho mình Tiếp theo ấy Thì quý vị biết Trong cái tháng 3 này Nó có lưu niên đế vượng nghiệp mệnh Lưu niên đế vượng thì nó có cho biết là gì à, Trong thời gian này thì không ít những người thử ký mùi Nói chung là Cũng duy trì được cái năng lượng tích cực Trong cái mọi khía cạnh Mà mình tham gia Nói chung dù việc lớn hay là việc nhỏ Thì quý vị cũng sẽ sẵn sàng nhé và nếu như các bạn mà còn duy trì được cái thái độ làm việc sống tích cực như vậy sẽ được gì sẽ sẽ được mọi người ghi nhận và sẽ có nhiều người ngày càng yêu quý các bạn hơn à, thêm nữa trong cái tháng này chúng ta có lưu niên thái tuế và thanh long nữa thái tuế mà đi với thanh long là sao tốt vậy nên là gì cái tháng này nó cũng được đánh giá là một cái tháng gì nói chung nữa. nhìn đây cũng không có triển vọng mấy nhá nó tháng trung bình nhá trung bình nhá. không không được tốt không được tốt tiếp đến chúng ta sẽ là tháng tư tháng tư là tháng kỷ tỵ tháng kỷ tỵ chúng ta có rồi mùi hỏa mùi thổ gặp tỵ hỏa đúng không ạ được cục diện là hỏa thổ tương sinh thì vậy nên là các mối quan hệ này thì nó phát triển này đúng không ạ cái chuyện tình cảm tình cảm thì nó cũng phát triển đi theo và cái sức khỏe ấy, thì cũng được cục diện là hỏa thổ tương sinh đây cũng là một cái tháng mà cũng có được cái sự khỏe mạnh ấy à chúng ta xét này Đấy, ngoài ra thì chúng ta có mùi gặp tỵ thì nó cục diện tỵ ngọ mùi là tam hội thì cục diện tam hội này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn mang lại nhiều cái cơ hội làm ăn mang lại nhiều cái cơ hội kinh doanh cho những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 bên cạnh đó chúng ta có kỷ gặp kỷ thế là tỷ kiên cái cục diện tỷ kiên nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi kỳ tỵ có cuộc sống nói chung là ổn định hơn à, quý vị đi làm thì chỉn chu cẩn thận tỉ mỉ nên rất được lòng cấp trên và được lòng mọi người và khi mà đi khi mà đi ra ngoài thì nói chung ấy, quý vị cũng có được tiếng nói và ở công ty thì do làm tốt công việc nên là nên nên là rất được mọi người yêu quý và nể trọng nhé dễ có cơ hội được thăng chức tăng đương lên vị trí mới à, bên cạnh đó chúng ta có địa chi tỵ thì nó ẩn tàng ba thiên can là bính mậu và canh à, chúng ta có kỳ gặp bính thì nó là chính chính ấn kỳ gặp canh thì nó là kiếp à, kỷ gặp mậu là kiếp tài kỳ gặp canh nó là gì là thương quan thương quan như vậy chúng ta có kỳ gặp bính thì nó là chính ấn thì cái chính ấn nó cũng củng cố được cái quyền lực cái địa vị và cái mục tiêu cái mục tiêu của quý vị trong thời gian tới thứ hai là gặp kiếp tài thì nó cũng gây ra một chút khó khăn một chút khúc mắc đoạn một chút khúc mắc nhưng mà quý vị thông minh linh anh nhẹn thì xử lý cái này cũng, cũng dễ nó không khó à, tiếp theo là chúng ta có kỷ gặp canh thì nó thương quan như vậy lại gặp ông thương quan nâm vận nữa ra nó lại hơi lòng lẻo vì thế mà trong thời gian này để hóa giải thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi máu mùi để trợ may hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại này 0989 này 34 này 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 đó à quý vị thân mến như vậy là gì trong cái tháng tư ấy thì chúng ta có tiếp này có lưu niên lâm quan nó nhập mệnh thì gặp cái lưu niên lâm quan nó nhập mệnh thì nó cũng nói nó rằng là gì ở trong thời gian này nó cho thấy là những người tuổi 2010 sẽ duy trì được mới là một cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia dù việc lớn hay việc nhỏ thì quý vị cũng đều không nề hà và ai nhờ thì cũng làm vì vậy nên là rất được lòng với mọi người à, bên cạnh đó thì cũng thực hiện được những nhiều kế hoạch trong trong năm đó à, thêm nữa trong tháng này có sao tiểu hao nhé tiểu hao và thiên không thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé mất đồ nhá. đấy à, lại gặp ông thiếu dương nó cũng hóa giải được phần nào nhưng mà nói chung cái hung họa nó cũng chưa để hết được vậy là quý vị cố cố gắng là tốt tránh là tốt nhất đúng không ạ vậy là đây cũng là được một đánh giá một tháng là trung bình nhá trung bình nó không có điểm nào nổi bật cả à, tiếp đến chúng ta sẽ tháng 6 tháng 6 nó là tháng canh ngọ đúng không ạ chúng ta có mùi gặp ngọ là cục diện là lục hợp hay là nhị hợp ấy được cục diện lục hợp nó che chở nó giúp đỡ vậy nên là cái vận trình công việc cũng được hanh thông thuận lợi trên đường đi thì luôn có quý nhân tương trợ và quý vị gặp khó khăn gặp trắc trở ấy, thì cũng có người đứng ra giúp đỡ vì thế mà gì cái tháng này cũng được gọi là tháng khá may mắn. À bên cạnh đó chúng ta có kỷ gặp canh thì nó là thương quan. Đó. gặp với ông thương quan âm vận này thì quý vị sẽ gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều cái biến động trong cuộc sống. À bên cạnh đó trong nhà thì có nhiều cái chuyện bất an. Đó. và trên trong trong công việc ấy thì dễ bị mất chức mất việc giữa chừng. À thêm nữa là cái địa chi ngọ nó ẩn tàng hai tên can là đinh và kỷ. À chúng ta có kỷ gặp đinh thì nó là thiên ấn ký gặp ký thì nó là tỷ kiên đó. như vậy là gì khi mà được thiên ấn nó tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi ký mùi sẽ có quyền lực cho có địa vị à, bên cạnh đó lại gặp được ông tỷ kiên nữa nên ra là cái cách hành xử của quý vị trong thời gian này cũng rất là khéo léo được lòng cấp trên được lòng cấp dưới và cũng được mọi người ngưỡng mộ à, bên cạnh đó thì chúng ta có cái cục diện lưu niên quan đới với nhà mệnh à, Lưu niên liên quan đến nhầm mệnh thì nói chung ấy nó thuận tiện nên là cái vận quý nhân nó tăng lên Nói chung mọi sự thì Vì được Được nhiều người giúp sức Và những cái nhiệm vụ quan trọng ấy Thì ngoài ra Quý vị nhờ chính cái tư duy nhẹ bén Và khả năng phân tích của mình Nên là sẽ có được nhiều cái may mắn hơn Đó à, Bên cạnh đó thì chúng ta có Hai liên liên, Tăng Môn và Tướng Quân Tăng Môn là chủ với sự buồn phiền, chủ với sự buồn giàu Chủ với sự phiền lòng đó. Và Tướng Quân nó là một cái sao sát phạt Nó sát phạt vì vậy mà trong cái thời gian này thì những người tuổi kỷ à, kỷ mùi một nghìn nam mạng ấy, cũng cần phải tiết chế cái tính cảm xúc của mình một chút hành động theo cái lý trí và phải có nghị lực để chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn đó như vậy là gì trong cái tháng này Nói chung có đánh giá là một cái tháng cũng là trung bình nhá nó không được tốt tiếp theo chúng ta xét tháng 6 là tháng kỷ mùi để chúng ta có mùi mùi được bình hòa rồi mối quan hệ thì tốt này tình cảm tốt này đúng không ạ à, tiếp đến là trong cái năm 2024 nó rất thì chúng ta có kỷ gặp tân thì nó thực thần đó gặp được cái ông thực thần này chiếu mệnh thì cũng gặp được nhiều cái may mắn dễ có lộc ăn uống dễ có lộc chơi bời và dễ được người xa được bạn bè hoặc là hay là con cháu tặng tiền tặng quà có giá trị vân vân à, tiếp theo quý vị biết cái địa chi mùi này, nó ẩn tàng ba thiên can kỷ ất và đinh chúng ta có kỷ gặp kỷ thì nó là tỷ kiên kỷ gặp ất nó là thất sát và kỷ gặp đinh thì nó là thiên tài Nói chung ấy, kỷ gặp kỷ là tỷ kiên thì trong thời gian này nó cũng giúp cho những người tuổi kỷ mùi ấy, làm ăn cẩn thận hơn, chỉn chu hơn. Chính vì thế mà được lòng cấp trên đúng không ạ? Nhưng mà cái thất sát này nó cũng sẽ mang lại cái hung họa, mang lại những cái hung hiểm. Nó khiến gia chủ bị bị gì? Nói chung ấy, khi gặp cái thất sát này thì nó cũng gặp một cái sự sát phạt, hình thương, thậm chí là gì? Là tai nạn. Đó. À, bên cạnh đó gặp cái thiên ấn. Thiên ấn thì nó cũng chỉ là sự may mắn trong vấn đề về đi du lịch, đi chơi, đi bời hoặc là ăn uống. Hoặc là những người làm ăn kinh doanh ấy, thì sẽ cực kỳ có lọc nhá cực có lọc. vậy nên quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để mở rộng quy mô hay là gì, à, xin thêm vốn đầu tư thì cũng sẽ được may mắn và thành thông đó. À, thêm nữa là gì? trong tháng này có lưu niên thiếu âm và tấu thư. cái sao thiếu âm ấy nó là một cái sao tốt, Đấy, nó là một cái cắt tinh, nó có chính tính chất thông minh vui vẻ và hòa nhã. gì? nói chung ấy thì gặp với sao này thì quý vị cũng nên là chính mình để có đủ cái khả năng để phân tích cái định hướng cái thị trường cho cho mọi người à, thêm nữa là gặp ông tố thư này ông tố thư giải về cái chuyện là văn chương kết nối đó văn chương kết nối vì thế mà nó cũng sẽ có nhiều cái lợi thế đó à, như vậy là gì đây là tháng 6 tháng 6 là chúng ta nói chung ấy tháng 6 này cũng nói là cũng nói là tốt cũng được tốt như vậy là gì chúng ta đã vừa xét xong về cái lá số tử vi của những người tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 trong 6 tháng đầu năm 2024 nó giáp thìn và trong 6 tháng đầu năm ấy thì cũng có những cái tháng cắt lành may mắn nhưng mà cũng không ít tháng gặp xui xẻo vì thế nên quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng đấy cái việc xem tử vi thì nó sẽ giúp cho chúng ta để đón lành tránh giữ và giúp giúp cho chúng ta chọn được ra những thời điểm thích hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc cho mọi việc cũng được xuân sẻ thuận lợi và may mắn nhiều hơn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn